Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Những người biểu tình ủng hộ Palestine tham gia cuộc tuần hành ở trung tâm London ngày 11 tháng 11, trong đó có một số người đụng độ với cảnh sát. Sự kiện diễn ra giữa những tranh cãi gay gắt về việc có nên cho phép tuần hành đúng dịp nước Anh tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh hay không. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh căng thẳng từ việc Bộ trưởng Nội vụ Suela Braverman gọi những cuộc tuần hành ủng hộ Palestine là biểu tình hận thù và kêu gọi cấm biểu tình vào ngày đánh dấu kết thúc Thế chiến thứ nhất. Đụng độ giữa cảnh sát và những người phản biểu tình mang theo cờ liên minh và cờ đỏ trắng của Anh cho thấy, những phát biểu của bà Braverman đã thu hút phe cánh hữu đối đầu với những người tuần hành ủng hộ Palestine. Cảnh sát London bắt giữ 82 người để ngăn chặn đám đông phá hoại cuộc biểu tình hòa bình cảnh sát cho biết những người đó thuộc nhóm phá sự kiện cố tiếp cận cuộc tuần hành chính. Cảnh sát mô tả những người phá tuần hành chủ yếu là côn đồ bóng đá từ khắp cả nước. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất ở London kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột Israel Hamas. Cảnh sát ước tính có khoảng 300.000 người tham gia di chuyển khắp thành phố từ Hyde Park đến Đại sứ quán Mỹ cách đó khoảng 5 km. Trước đó, các cuộc tuần hành với quy mô lớn diễn ra tại nhiều nước châu Âu nhằm phản đối xung đột Hamas-Israel nhân ngày đình chiến, tức ngày đánh dấu chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngày 11 tháng 11 năm 1918. Tại thủ đô Brussels của Bỉ, hơn 20.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành hòa bình, thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine, kêu gọi các nước Liên minh châu Âu cần có quan điểm cân bằng trong giải quyết vấn đề giữa Israel và Palestine thủ đô London của Anh chứng kiến các cuộc tuần hành nhằm ủng hộ người dân Palestine. Người tuần hành kêu gọi lệnh ngừng bắn tại giải Gaza và yêu cầu Israel ngừng ném bom vùng đất này. Chính quyền thủ đô London đã phải triển khai 1850 cảnh sát để đảm bảo an ninh trật tự. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi người tuần hành cần hành động một cách ôn hòa. Một thành phố châu Âu khác là thủ đô Paris của Pháp cũng diễn ra các cuộc tuần hành nhằm phản đối xung đột Hamas-Israel hàng nghìn người biểu tình tại Paris đã nêu cao các biểu ngữ yêu cầu một lệnh ngừng bắn tại giải Gaza và ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine. Bên cạnh Paris, các cuộc tuần hành cũng diễn ra tại thành phố khác của Pháp như Marseille, Toulouse, Rennes, Bordeaux và Lyon. Trong một diễn biến liên quan, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tụ tập bên ngoài dinh thự của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở bang Delaware phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với hoạt động quân sự của Israel chống lại phiến quân Hamas ở giải Gaza, vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Trong các video được đăng tải trên mạng xã hội, đám đông người biểu tình mang theo cờ của Palestine cùng các biểu ngữ và hô vang ngừng bắn ngay bây giờ, tự do ở Palestine hay không ngừng bắn, không phiếu ủng hộ. Cuộc biểu tình diễn ra khi ông Biden đang có bài phát biểu tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington để đánh dấu ngày cựu chiến binh. Ông nói trong bài phát biểu, chiến tranh và xung đột, chết chóc và mất mát không phải là di tích của lịch sử nước Mỹ. Chúng là một phần trong câu chuyện nước Mỹ của chúng ta. Chính quyền ông Biden ngày càng phải đối mặt với sự chỉ trích về lập trường của mình đối với xung đột Israel-Hamas. Nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine đã diễn ra gần Nhà Trắng trong những tuần gần đây. Bất chấp các báo cáo cho rằng Nhà Trắng đang tích cực hỗ trợ các bên đàm phán về việc dừng bắn ngắn hạn hàng ngày ở dài Gaza để cho phép dân thường sơ tán, Tổng thống Biden vẫn nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với quyền tự vệ của Israel. Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders for Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa. Đề nghị trên của cựu lãnh đạo NATO về việc kết nạp Ukraine được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn của tờ Guardian. Ông Rasmussen nói, đã đến lúc thực hiện bước đi tiếp theo. Mời Ukraine gia nhập NATO. Chúng ta cần một kiến trúc an ninh châu Âu mới, trong đó Ukraine nằm ở trung tâm của NATO. Ông Rasmussen, người đứng đầu khối NATO từ năm 2009 đến 2014, nhận định uy tín tuyệt đối của điều năm của NATO bảo đảm rằng Nga không tấn công vào bên trong lãnh thổ Ukraine khi đã là thành viên của NATO. Từ đó, Ukraine có điều kiện đưa thêm lực lượng ra tiền tuyến. Cựu lãnh đạo NATO nói khối NATO cần phải gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga rằng nếu xâm phạm lãnh thổ NATO thì sẽ bị phản ứng. Ông Rasmussen bổ sung, đề xuất này ở một khía cạnh nào đó là tương đương với áp vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã kết thúc mà không có lời mời Ukraine gia nhập tổ chức này. Việc Ukraine gia nhập NATO hay không luôn là một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa NATO và Nga. Châu Âu lo ngại rằng nếu NATO kết nạp Ukraine, điều này có thể kích hoạt xung đột vũ trang giữa Nga và NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn ra rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga trong hai thập kỷ qua nằm trong số những lý do chính cho quyết định tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Lập trường của NATO về tư cách thành viên của Ukraine vẫn không thay đổi kể từ năm 2008 khi tuyên bố rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Trong khi Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập vào tháng 9 năm ngoái, thì hầu như rất ít tiến triển được thực hiện kể từ đó. Một số quan chức phương Tây cho rằng vấn đề này chỉ được giải quyết sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc bởi việc Ukraine gia nhập NATO có thể đặt liên minh nào vào tình thế chiến tranh với Nga. Trong chuyến thăm hiếm hoi tới Kiev vào đầu năm nay, ông Stoltenberg, tổng thư ký NATO cho biết vị trí phù hợp của Ukraine là trong NATO nhưng sau đó đã làm rõ ràng rằng Kiev không thể gia nhập liên minh trong khi vẫn đang xung đột với Nga. Điều 5 của NATO nêu rõ, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên của khối. Điều khoản này được dẫn ra như một trong những lý do giải thích tại sao Ukraine không thể gia nhập NATO khi đang trong cuộc xung đột với Nga, bởi điều này có thể kéo liên minh vào một cuộc xung đột thực sự. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết, trong khi NATO phải thảo luận về các lựa chọn cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc, thì những đảm bảo an ninh, theo điều 5, sẽ chỉ được áp dụng với các thành viên chính thức của Liên minh. Vị trí quan trọng của Ukraine trên nhiều mặt khiến Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập NATO. Thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố, việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng từng nhận định việc chấp nhận Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến tình huống Nga xảy ra tranh chấp lãnh thổ với một thành viên của liên minh này. Trên thực tế, Moscow coi sự mở rộng của NATO về phía Đông là mối đe dọa với an ninh quốc gia và nêu yêu cầu Ukraine trung lập như một trong những điều kiện của thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia. The Bill. Dẫn các nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay, Đức dự định sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ 4 lên 8 tỷ euro vào năm tới. Theo nguồn tin, Bộ Tài chính Đức ban đầu dành 4 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách nhà nước năm 2024, nhưng toàn bộ số tiền này đã được dành cho các dự án hiện tại và Bộ Quốc phòng chỉ còn lại 120 triệu euro cho các dự án mới. Bộ Quốc phòng đã yêu cầu thêm 5 tỷ euro. Tuần này, chính phủ quyết định sẽ huy động thêm 4 tỷ euro, Ủy ban ngân sách Quốc hội Đức sẽ xem xét những thay đổi này vào tuần tới. Trước đó, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak cho biết, những nỗ lực quân sự của nước này nhằm đối phó với các lực lượng của Nga đã bị chậm từ 6 đến 9 tháng so với kế hoạch do những trì hoãn trong việc vận chuyển vũ khí của phương Tây. Ông Mykhailo Podolyak nhận định với kênh Channel 24 của Ukraina nếu Ukraine nhận được vũ khí nhanh hơn, chúng tôi có thể tự vệ tốt hơn và tiến hành phản công. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine đã bị trì hoãn từ 3 đến 4 tháng do những vấn đề về hậu cần và quá trình thông qua của các nước phương Tây. Ông Mikhailo Podoliak cho rằng điều này đã cản trở nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Kiev. Trên thực tế, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine tập trung vào các vũ khí công nghệ cao phục vụ việc tiến hành các cuộc tấn công chính xác Tuy nhiên, những vũ khí này lại đắt đỏ, vì thế chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế và không thể thay thế nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Rob Bauer thậm chí cảnh báo phương Tây đang vét đáy thùng và sắp hết đạn để viện trợ cho Ukraine. Đầu tháng này, Đức thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới, trong đó bao gồm xe bọc thép, máy bay không người lái, xe tăng và các vật tư thiết yếu như quần áo mùa đông. Gói viện trợ mới bao gồm xe bọc thép chở quân lính, Hai radar bổ sung cho hệ thống phòng không IRIS-T, máy bay không người lái trinh sát, thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh, xe tải và bộ quần áo mùa đông. Danh sách bổ sung viện trợ đang được chuyển giao gồm 25 xe tăng Leopard 1. Danh sách bổ sung của chính phủ Đức về hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong việc lập kế hoạch thực hiện cũng đã được cập nhật. Tuy nhiên, phần mô tả danh sách có ghi chú do lo ngại về an ninh, chính phủ liên bang không cung cấp thông tin chi tiết về phương thức cũng như ngày vận chuyển cho đến sau khi bàn giao. Điều này đồng nghĩa với việc các thiết bị này đang hoặc đã được vận chuyển hoặc bàn giao. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner trong chuyến thăm Kiev hồi tháng 8 đã thông báo ý định sẽ cung cấp khoản viện trợ quân sự trị giá 5 tỷ euro mỗi năm cho Ukraine đến năm 2027. Tuy nhiên, theo tạp chí Forbes Ukraine, người đứng đầu Bộ Tài chính nói rõ rằng quyết định phân bổ 5 tỷ euro hàng năm hỗ trợ quân sự cho Ukraine vẫn cần được Quốc hội Đức thông qua. Ông Linner nói thêm rằng, ngoài viện trợ quân sự, Đức cũng sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine, hỗ trợ những người Ukraine di tản trong nước và đóng góp cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Theo ông Linner, sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Nga đã lên tới 22 tỷ euro. Đầu tháng 8, Đức cũng tuyên bố mở rộng bảo lãnh nhà nước cho các khoản đầu tư vào Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Linner tuyên bố đức sẽ sát cánh với ukraine và sẽ tiến hành các cuộc thảo luận rất cụ thể với giới chức nước này về cách thức bộ tài chính đức có thể hỗ trợ ukraine hiện tại và trong tương lai